Tức là người mua vé số nằm ở tam giác màu đỏ. Dạ đúng ạ. Là tâm si và tâm tham. Dạ đúng, tâm si và tâm tham vận hành nhiều. Rồi đến dạ. khi họ mua trúng vé số dạ. thì cái đồng tiền đó là yếu tố bên trong hay yếu tố bên ngoài? Dạ đó là đồng tiền, yếu tố bên ngoài ạ. À. À, yếu tố bên ngoài mà yếu tố bên trong của họ mạnh hay yếu? Dạ yếu tố bên trong của họ yếu ạ. À, nội lực là nó nằm ở giới định tuệ nhá. Tham dạ. sân si nó có xu hướng làm yếu nội lực đi. Vì không có đạo đức trí tuệ nghị lực thì tham sân si nó mới có điều kiện để nó mạnh. Như vậy là họ bị lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài, nội lực yếu hơn yếu tố bên ngoài thì sẽ bị yếu tố bên ngoài nó nghiền nát mình đi. Tức là họ có tiền thì họ sẽ tiêu xài hoang phí này, cho ăn chơi bậy bạ này. Rồi sau một vài năm thì ăn chơi bậy bạ hoặc tiêu xài hoang phí thì điều gì xảy ra? Nếu mà em có nhiều tiền mà em xài hoang phí khoảng 3 năm, 4 năm thì điều gì xảy ra? Ăn chơi rồi trác táng rồi tiêu xài lung tung, điều gì xảy ra? Và à, thì cái đó là đầu tiên là tiền nó sẽ giảm. Tiền giảm là đương nhiên rồi. Rồi à, mối quan hệ và sức khỏe. Sức khỏe, mối quan hệ còn gì nữa. Có một cái thứ rất là quan trọng, đó là thói quen xấu nó bắt đầu nó nhiễm vào. Ghi lại, em ghi lại. Thói quen là một dạng nghiệp nhé. Thói quen lập đi lập lại nó gọi là tích lũy nghiệp. Thói quen xấu mà hết năm thứ ba thì bắt đầu tàn phá hết tiền rồi. Ăn chơi trác táng bắt đầu cạn tiền dần, mà thói quen xấu còn nguyên thì lúc này điều gì xảy ra? Tiền thì không còn nhưng mà thói quen xấu thì còn nguyên thì điều gì xảy ra? Các bạn còn muốn sống được không? Một ngày quen tiêu 100 triệu rồi mà lúc này trong ví chẳng còn đồng nào, điều gì xảy ra? Dạ thưa thầy, thì tới lúc này thì bắt đầu họ nổi sinh tâm tham á, thì bắt đầu sẽ dẫn tới những cái tình huống như là trộm cắp hoặc là chiếm đoạt tài sản để mà tìm được cái số tiền đó, hoặc là tiếp tục con đường là mua vé số để được cầu may trúng số. À, mà cái xác suất mà đi ăn cướp thành công là thấp rồi đúng không? Có trình độ đâu mà đi ăn cướp. À, cái thằng đi ăn cướp nó không phải thông minh chứ. Thằng đi ăn cướp là trí tuệ cộng với tâm tham để sinh ăn cướp. Ăn cướp giỏi á, còn ăn cướp dở thì không tính. Ăn cướp dở nó cướp được 2 vụ bị thằng khác đánh chết thì không tính. Đồ đó là đồ bỏ, không tính. Nha. Yeah. Nên ăn cướp cũng phải một chút trí tuệ mới ăn cướp được. Còn mua vé số cầu may lần 2 thì xác suất chắc gần như bằng 0. Mà các bạn để ý này, hành động thì nó quyết định số phận. Suy nghĩ nhé, nó dẫn đến hành động nó sinh ra cái kết quả, lặp đi lặp lại nó sinh ra cái số phận của mình. Một người thói hư tật xấu nhiều thì chết giặt dẹo dọc đường là bình thường. Chả cần có tiền, chỉ cần có mỗi thói hư tật xấu thôi, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, đúng không? Các bạn cứ nghiệm đi. Chỉ cần sống với thói hư tật xấu quá nhiều, còn tiền nhiều tiền ít không quan trọng, còn tiền vẫn chết như thường. Vì thói hư tật xấu nó tàn phá toàn bộ chúng ta mà. Nha, nên mình chỉ cần nhìn họ có trúng 1 tỷ đi chăng nữa, họ chưa xài hoang phí, bị bạn bè dụ đầu tư chỗ này đầu tư chỗ kia, họ đầu tư đến đâu là thua đến đấy, vì có trí tuệ đâu mà đầu tư. Nha, nên cái lời nguyện trúng số các bạn lên Google các bạn search hiện tượng lời nguyền trúng số, enter một cái ra hàng chục bài nó đăng, toàn những người trúng số hàng trăm triệu đô chết hết, chết như giặc á. 70-90% là những người đó chết sau 3 năm. Đây là con số tụi nó thống kê đấy, vì nó thống kê được nhiều quá nên nó gọi là trúng số, là bị dính lời nguyền. Chả có lời nguyền gì hết. Lời nguyền ở đây là gì? Lời nguyền ở đây là tham sân si không biết sửa, đúng không? Lời nguyền ở đây là mình đầy tham sân si mà mình không biết sửa. Tự nhiên một cục tiền to quá nó rơi vào đầu mình, thế là mình chết thôi. Nên các bạn mà để con mình nhiều tham sân si, cho nó vài căn biệt thự là các bạn giết nó đấy. Cố đi cày thật nhiều vô, rồi lấy cái tài sản vài chục tỷ để lại cho đứa con là bóp cổ nó chết đấy. Sự trưởng thành của nó không nằm ở 3 căn biệt thự. Sự trưởng thành của nó nằm ở đạo đức, trí tuệ, nghị lực, không dính gì đến 3 căn biệt thự cả. Hiểu được cái này thì các bạn mới thoát được cái kiếp đi cày để nuôi con. Cái kiếp đi cày để ít tài sản cho con bỏ đi, không cần. Hãy tìm cách trao cho con sự trưởng thành. Mà muốn trao cho con sự trưởng thành trên nền tảng 3 gốc thì mình đầy tham sân si có trao được không? Còn lâu mới trao được. Các bạn phải sửa mình, phải thay đổi mình để mình có 3 gốc thì mình mới trao cho con mình được. Mình phải xây dựng môi trường có tam bảo mình mới trao cho con mình được.
suốt ngày đi làm ăn, ăn nhậu, nói thách, nói điêu, lừa đảo nhau, đòi dạy con nên người, dạy thế nào được? Nên các bạn hiểu cái này nhé, dạy con, dạy nhân viên và dạy mình giống nhau y bong chả khác gì. Bạn nào mà hiểu hay nhé, các bạn sẽ thấy này, dạy con này, dạy mình này, dạy nhân viên bản chất cùng một công thức. Thì bạn đó bắt đầu hiểu gốc rễ của vấn đề. Công thức chung là nó xài chung cho mọi tình huống. Mà những công thức đó rất ít, trên thế gian này rất ít. Cái công thức đó nó mọc ra thành tình huống thì hàng nghìn tình huống hỏi hoài không hết. Nhưng nắm được công thức rồi tự giải thích toàn bộ các tình huống sau. Doanh nghiệp có phát triển trên nền tảng ba gốc này được không? Quá tốt chứ sao được không? Quá tốt luôn. Doanh nghiệp chúng ta mới chỉ đi cái vỏ thôi, kiến thức mới kỹ năng thôi. Mà đã thành doanh nghiệp đã thành công rồi, các bạn đi vô cái lõi này thì nó còn bền vững nữa. Gì nữa? Nên đây là một công thức các bạn áp dụng cho mọi loại hình tổ chức. Từ gia đình, cá nhân cho đến doanh nghiệp làm được hết. Trường học cho đến doanh nghiệp xã hội làm được luôn. Thế mới gọi là lời dạy của bậc giác ngộ chứ. Thế mới gọi là lời dạy của một cái vị Phật chứ. Chứ họ không phải là lời dạy của một tiến sĩ hay giáo sư nhá. Rồi. Rồi câu kế, tụi em làm mấy câu? Dạ hai câu à. Dạ em chỉ bạn nào em chưa có chồng. Em giải câu 2 đi, lấy chồng giàu mà dốt hay giật nghèo mà giỏi. Em định làm câu thứ 3 vì... Rồi cho làm hai câu luôn, lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu. Rồi. Dạ thì em xin trả lời câu 3 là lấy người yêu mình hay lấy người mình. Nếu mà cho em chọn thì em không lấy ai hết. À, các bạn thấy nguy hiểm không? Bắt đầu tỷ lệ ế nó tăng lên rồi đấy chưa? Học lớp này nguy hiểm lắm đấy nha. Tại vì thực chất là người yêu mình với lại người mình yêu là nó bị dính cái lòng tham nhiều. Thì là khi mà người mình yêu thì mình bắt đầu là dính mắt, rồi cầu cạnh, rồi ham muốn. Còn người mà yêu mình thì cũng tương tự. Nên nếu mà cho em chọn giữa người mình yêu với người yêu mình thì em sẽ không chọn người nào để lấy hết, mà em sẽ lấy người mà cùng cái tiến trình tìm kiếm hoặc là xây dựng cái tam bảo với em. Em thì tâm đắc cái kiểu may tầng nào sẽ gặp gió tầng đó. À, tóm lại là nó yêu mình hay mình yêu nó không quan trọng, đúng không? Mà quan trọng nó có đồng điệu về môi trường sống và đồng điệu về cái tâm thức bên trong được càng nhiều thì càng tốt. Rồi trong cái quá trình tiếp xúc nhau thì nó khởi sinh tình cảm, lúc đó lấy sau. Ý bạn này hay đấy. Nhưng bạn này phân tích vậy tốt nhưng chưa có bén. Lưu ý này, khởi điểm của yêu nhau là tham nhau, 99% là như thế. Vậy chúng ta vẫn chấp nhận cái giai đoạn tham nhau đó. Nhưng đấy là giai đoạn 1, thường 3 tháng, 6 tháng, 1 năm đầu gọi là giai đoạn tham nhau. Kết thúc cái giai đoạn tham nhau thì nó dịch chuyển sang cái giai đoạn tìm hiểu nhau và tôn trọng nhau. Cái giai đoạn tìm hiểu, tôn trọng và chân thành với nhau đó, nó khởi sanh thì lúc đó mới nên cưới. Và nó phải khởi sanh đủ lâu. Khởi sanh 1-2 tháng cưới ngay chưa được, nhiều khi phải 2 năm. Rồi phải tìm hiểu cả gia đình hai họ, xem hai họ lối sống như thế nào, mình về gia đình nhà người ta mình sống được hay không, suy xét cho nó kín kẽ rồi lúc đó quyết định cưới, chưa muộn. Tức là giai đoạn 1 nằm ở tam giác màu đỏ, mình yêu nó hay nó yêu mình tham nó hay nó tham mình là màu đỏ thì chưa cưới, phải chuyển sang giai đoạn màu xanh 1-2 năm rồi mới nên cưới. Và nếu chuyển sang giai đoạn màu xanh cậu mới đi thêm một vài khóa thiền nữa là càng ngon. Đi được một chục khóa thiền là quyết định thôi không cưới nữa càng ngon. Đấy. Nói thế thôi chứ các bạn không cưới khó lắm. Vì nghiệp quá khứ nó vận hành. Nhưng nghiệp quá khứ cộng nghiệp hiện tại sinh ra tương lai. Nghiệp quá khứ chúng ta đã có vô lượng, chúng ta lấy nhau rồi. Thì đời này các bạn không thoát được đâu. Nó lại lặp lại à. Nhà nó luân hồi mà. Nhưng mỗi một lần chúng ta có một cái bài học để chúng ta tiến bộ một tí. Nên tóm lại là em cũng không chốt thằng nào hết. Bạn này mặt không chốt ai hết nhưng vậy chứ gặp vẫn đổ như thường. Mặt này nhớ vẫn còn ham hố nhiều lắm. Đấy chứ. Chứ đâu phải cái khuôn mặt tỉnh bơ như không, nó khác. Mặt này đâu có tỉnh bơ được. Đúng không? Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa có người yêu. Có người mến chưa? Dạ không biết. Không biết luôn. Ôi ơi. Hỏi thật năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ 24 tuổi. 24 tuổi mà không biết có người mến, không biết có người yêu. Vậy là có nói trung thực với chính mình không? Dạ có, tại vì em mới chuyển từ Đà Nẵng qua Sài Gòn thôi, là mấy cái mối quan hệ ở Đà Nẵng
chỉ bạn bè bình thường thôi, còn vô đây cũng chưa quen ai nhiều hết. Thế cái hồi ở Đà Nẵng là có quen ai hồi đại học không? À, dạ có. Có thân ai không? Dạ có. Có mến mến ai không? Dạ có. Đấy, thế. Các bạn thấy không? Các bạn thấy phụ nữ phức tạp ghê không? Phải hỏi kỹ như thế mới xác nhận là có, còn hỏi chung chung là no hết. Trời ơi. Nên các bạn thấy tuyệt chiêu của cái bài hát là con gái nói có là không mà nói không là có. Tuyệt chiêu đấy. Cái ông mà sáng tác bài đó rất tinh ý nhá. À. Thế cái anh chàng mến mến nó đi đâu và về đâu rồi? Dạ thì bạn đó giới thiệu em tới lớp này. À, vậy anh chàng đó khôn không? Hơi bị ngon cái gì nữa. Anh chàng đó trước khi lùa em vào dọ là lùa đến lớp này trước, hơi bị khôn đấy. Nha. Nha. Vậy em cứ tiếp tục bình thường, mình ở mấy màu xanh, lúc nào cái sự hiểu và thương nó xuất hiện thì quyết định đủ sâu sắc thì cưới, còn không đủ thì thôi, nó trở thành người bạn. Những cái người bạn tốt, bạn tốt phải nằm bên ba gốc, bạn xấu nó nằm bên ba độc. Cuộc đời càng nhiều bạn tốt thì đời nó càng êm, thế thôi. Nha. Một là từ bạn tốt nó khởi sinh tình cảm thì nó lấy nhau, không khởi sinh thì cứ giữ bạn tốt, chả vấn đề gì. Chúc mừng em mới có 24 tuổi, vẫn còn non lắm nha. Đi về đâu hỡi em, chưa biết được đâu.